cái gọi là Nobel Hòa Bình. Cách đây không lâu, trang Washington Examiner dẫn tin một nhóm chính trị gia châu Âu đã gửi thư yêu cầu Ủy ban Nobel hãy ưu tiên đặc biệt cho Tổng thống Ukraine cho giải thưởng danh giá Nobel Hòa Bình. Cụ thể, 36 chính trị gia từ Hà Lan, Anh, Đức, Thụy Điển, Estonia, Bulgaria, Romania và Slovakia đã đề nghị Ủy ban Nobel kéo dài đề cử đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, đồng thời đề cử Vladimir Zelensky cho giải Nobel Hòa Bình. Ngược lại, Thượng viện Hoa Kỳ hôm 15 tháng 3 đã nhất trí thông qua một nghị quyết lên án Tổng thống Nga Vladimir Putin là tội phạm chiến tranh. Họ cho rằng ông Putin không thể thoát khỏi trách nhiệm về những hành động tàn bạo thảm sát người dân Ukraine. Tức là Zelensky phải là một chiến binh can trường lắm, dũng cảm lắm mới dám chống lại bạo chúa Putin, phải không? Thế nên ngay cả Hoàng gia Anh cũng đang cân nhắc quyết định phong tước hiệp sĩ cho Zelensky, vị tổng thống có khuôn mặt cười. Theo các nghị sĩ Anh, Tổng thống Zelensky đã anh dũng, kiên cường từ chối rời khỏi thủ đô Kiev trong 20 ngày qua, bất chấp việc đội quân hung bạo của Vladimir Putin chỉ cách trung tâm thành phố 25 km. Những điều trên đã tạo niềm cảm hứng vô tận cho nền tự do và hòa bình trên khắp thế giới. Thật là tuyệt vời! Có một sự thật trớ trêu ở đây. Alfred Nobel chính là nhà khoa học mà phát minh ra thuốc nổ với một động lực mang tính nhân văn. Ông tin rằng nó sẽ tạo ra được sự hữu ích trong tiến trình phát triển của nhân loại. Kể cả mối quan tâm của ông với vũ khí luôn song hành cùng việc thúc đẩy hòa bình, và ông không thấy có vấn đề gì với điều này cả. Nhưng sau đó, Nobel bắt đầu nhận thấy những phát minh khoa học của mình, nó giống như con dao hai lưỡi. Thay vì sử dụng thuốc nổ vì mục đích hòa bình, người ta lại chủ yếu dùng nó làm công cụ tàn sát lẫn nhau trong các cuộc chiến tranh. Alfred Nobel vô cùng hối hận, nên ông đã quyết tâm dành phần lớn tài sản của mình vào việc thành lập các giải thưởng Nobel cho những người có thành tựu đóng góp lớn cho nhân loại. Và Nobel Hòa Bình là giải thưởng danh giá nhất trong các giải thưởng Nobel. Chính xác là đã từng, vì càng về sau nó càng bị biến thành một giải thưởng hài kịch mang yếu tố chính trị. Rất nhiều những gã đồ tể hiếu chiến, tay vấy máu tươi của ngàn vạn sinh mạng, ấy vậy mà có thể giành Nobel Hòa Bình. Hoặc như những nhà báo gian dối, chính trị gia xảo quyệt cũng có thể dễ dàng nhận được giải thưởng này, chỉ cần họ phục vụ cho kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Thế nên, rất nhiều người có thể hiểu biết và lương tri họ cười nhạt và từ chối nhận giải thưởng Nobel hài kịch này. Các bạn nhìn lên hình ellipse trên ảnh. Bên phải là bức ảnh tên Hardship of Life, về Việt Nam dịch thành Nụ cười cha và con. Chụp cảnh hai cha con vui chơi bên nhau được nhà nhiếp ảnh Mehmet Aydın chụp ở tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Tác phẩm được cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế Siena Awards 2021 trao giải tác phẩm nhiếp ảnh của năm. Trong ảnh, người cha Munzir bị mất chân phải do một quả bom được thả xuống khi anh đi qua một khu chợ ở Idlib, Syria. Anh đang nhấc bổng cậu con trai Mustafa của mình trên tay. Bé Mustafa ra đời không có hai tay và hai chân vì hội chứng tetraamelia, từ loại thuốc mà mẹ bé buộc phải dùng sau khi bị tấn công bằng khí độc thần kinh trong chiến tranh ở Syria. Nhìn bức ảnh này, chợt nhớ tới bức ảnh nổi tiếng Nụ cười chiến thắng. Bên trái, đó là bức ảnh cựu Tổng thống Barack Obama ôm vợ ăn mừng sự kiện được tái đắc cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2012-2016. Nó là một trong những bức ảnh nhiều lượt thích nhất trên Facebook, 4,6 triệu like. Tái đắc cử, đó là chiến thắng lớn, bởi vì sao lại tái đắc cử? Đó là Barack Obama sau khi nhận giải Nobel Hòa Bình đã kịp ném 26.000 tấn bom xuống 7 quốc gia khác nhau, đồng thời kể từ đó trở thành biểu tượng cho sự bác ái lịch thiệp. Kể các bạn nghe thêm một câu chuyện nữa. Dmitry Muratov, một trong hai người đoạt giải Nobel Hòa Bình vào tháng 10 năm 2021. Theo như ủy ban trao giải, thì đây là những nhân vật đại diện cho tất cả các nhà báo dám liều mình bảo vệ lý tưởng trong một thế giới mà dân chủ, nhân quyền và tự do báo chí
phải đối mặt với hiểm nguy. Đại khái là những người bất chấp hiểm nguy sẵn sàng chết để đấu tranh cho quyền tự do dân chủ. Cụ thể hơn, ông này là nhà báo người Nga, là một trong những người sáng lập ra tờ Novaya Gazeta Nga, người đưa ra các quan điểm chống chính quyền Nga nhưng được gắn với mác mỹ miều là vạch trần mặt trái xã hội. Thành tích nổi bật nhất là từng kịch liệt lên án vụ Nga sáp nhập Crimea, từng ký vào đơn ủng hộ các cuộc tuần hành và bạo động phi pháp ở Belarus, và dĩ nhiên nó được Mỹ và phương Tây đứng sau giật dây. Dĩ nhiên, với bề dày thành tích chống Nga như thế, không khó để hiểu khi Muratov được vinh danh Nobel Hòa bình 2021, giải thưởng được cho là cống hiến vĩ đại vì hòa bình của nhân loại. Thì những kẻ đồ tể tay nhuốm máu tươi hàng triệu sinh mạng như Henry Kissinger, Barack Obama còn được vinh danh Nobel Hòa bình, thì mấy cái trò chống phá vặt vãnh của Dmitry Muratov đã là cái gì? Nhưng dù gì, Muratov cũng là người Nga đã nhận được giải thưởng lớn tầm cỡ thế giới, nên sau khi Nobel Hòa bình 2021 được công bố, Điện Kremlin đã gửi lời chúc mừng ông Muratov. Chỉ đáng tiếc, nhiều người không nhận ra được sự mỉa mai này cũng như cái gọi là bản chất của Nobel Hòa bình, nên cứ tưởng là Dmitry Muratov vĩ đại lắm. Thế nên ở Việt Nam, các báo lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên hay các fanpage triệu like từng hết lời ca ngợi ông này như một biểu tượng của tình nhân ái. Trước khi mang bom đi giết người, cướp của, được gọi là ném bom vì hòa bình, thì nay chống Nga được gọi là bảo vệ các giá trị tự do dân chủ. Hết thảy đều được xem là cống hiến hết mình vì hòa bình nhân loại. Gia chừng vĩ đại lắm đây. Và Zelensky đã từng đóng góp những gì để thúc đẩy hòa bình nhân loại vậy? Không biết cũng chả cần biết. Hoan hô và ca ngợi tôn vinh các giải thưởng Nobel Hòa bình.